Hôm nay là mùng 4 Tết năm 2011, năm Tân Mão. Bích Châu là được 5 tuổi rồi nè, rồi đó nha. What's your name? My name is Juliet. Can you sing a song for me, please? Yes, today sing the numbers. What's your name? What's your name? Hey, look at me. What's your name? What's your name? Hello. My name is Matt. My name. What's your name? What's your name? Nice to meet you. Let's practice English. Good idea. Oh. Here we go. Nó ở nhà nó chơi có một mình nó à. Three. Mẹ đi làm, chị hai còn ngủ, hôm nay là chủ nhật. Four. Có mình chơi có mình à. Five.